Chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách làm bài tập của phần mềm Reo 2.0. Bây giờ đầu tiên các bạn khởi động phần mềm lên. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là cách vẽ một cái ổ điện, ổ cắm điện ha. Rồi, chúng ta phóng lớn cửa sổ lên. Sau khi chúng ta kích hoạt phần mềm Reo 2.0 lên thì đây là giao diện của nó. Đầu tiên chúng ta chọn mục Select Working Directory để chúng ta chọn vị trí lưu. Ta chọn vào đây, bấm OK. Hoặc các bạn có thể tạo một folder mới ra cũng được ha. Đây tôi để Win đây luôn, bấm OK. Rồi chúng ta chọn vị trí lưu xong, lưu sụt xong, chúng ta sẽ chọn tiếp mục New để tạo một trang mới. Ở đây chúng ta đang học thiết kế, chúng ta sẽ chọn là bạc, chọn Solid, bỏ mục Template đi, bấm OK. Rồi chúng ta chọn đơn vị là mm, bấm OK. Tiếp theo chúng ta chọn lệnh ít chút. Rồi tiếp theo chúng ta chọn mặt phẳng làm việc là mặt phẳng này ha, top F12 ha, top F2. Rồi chúng ta sẽ thấy công cụ hiển thị lên như thế này. Ở đây tiếp theo chúng ta chọn mục khung nhìn vuông góc. Rồi tiếp theo chúng ta chọn mục rectangle để vẽ hình chữ nhật. Trở lại ha, chúng ta nhấp chuột trái kéo lên, xong nó nhấp chuột trái một cái nữa, rồi thì nó ra. Nhưng bây giờ các bạn thấy kích thước nó không có hiển thị kích thước ở đây. Chúng ta muốn có hiển thị kích thước, chúng ta để in con chuột, nhấp chuột giữa một cái, con chuột lăn ha. Rồi cũng nhấp vào cái lăn này, nhấp chuột giữa một cái, các bạn thấy hiển thị đây. Giờ các bạn double click vào đây để ghi kích thước chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể di chuyển kích thước này ra ngoài bằng cách cầm chuột trái giữ từ trái vào cái này, kéo thả ra đây, đấy, kéo kích thước ra ngoài để các bạn dễ quan sát hơn. Đó. Rồi bây giờ tôi thay đổi kích thước bằng cách tôi double click chuột trái vào đây, nhập kích thước vào đây 90, enter. Rồi kích thước vào đây, double click 50, enter. Tiếp theo ta nhập khoảng cách giữa 25. Rồi bây giờ mặc định thì các bạn thấy cái hình này nó sẽ mới là một mặt phẳng ha. Các bạn chưa thấy được cái độ 3D của nó, chúng ta bấm OK đi. Tiếp theo các bạn thấy sẽ thấy được có cái hình 3D đấy. Nhưng mà các bạn thấy đây là do cái chỗ này của chúng ta này là đang độ dày, đây là chúng ta chỗ này cho phép chúng ta nhập bề dày của nó ha. Mặc định nó đang rất dày, chúng ta chỉ cho còn thấp thôi ha, cho còn 20 chẳng hạn, bấm OK, enter ha. Xong đó các bạn thấy nó sẽ mỏng bớt đi, trong chọn OK đó, nút xanh xanh. Rồi thì đây là cái khối hình chữ nhật. Bây giờ từ được cái khối này chúng ta sẽ bắt đầu cắt gọn sao chuẩn ra được cái hình ổ cắm điện. Chúng ta chọn mặt phẳng right, sau đó chúng ta chọn mục ít chút, rồi và chọn góc nhìn vuông góc. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ cái cung để cắt cái, các bạn thấy ổ điện trắng trắng mẫu mà có ba cháu á, thường là ổ cắm ba lỗ thì nó thường là có cái đường vòm như thế này. Và chúng ta sẽ tạo đường vòm bằng cách chúng ta sẽ cắt đi những cái vần bỏ đi ha. Trước tiên chúng ta làm lệnh add tạo cung, nhấp chuột vào đây. Các bạn di chuyển sang đây thấy màu xanh tức là chúng ta đang ở hướng nhìn vuông góc, còn chúng ta lệch này là nó không vuông góc ha, chúng ta đang cần một cái đường thẳng để ta cắt. Ta nhấp chuột một cái ha, xuất hiện màu xanh, nhấp một cái. Tiếp theo cung lên. Rồi. Rồi chúng ta để không thấy cái kích thước, chúng ta nhấp chuột giữa cái ha, nhấp vào viên lăn á, ở giữa, nhấp được cả. Nhấp viên lăn cái thì bạn thấy này. Nó là hiện thị kích thước đây. Bây giờ chúng ta sẽ đo kích thước khoảng cách từ đây đến cái mặt sàn dưới là bao nhiêu. Chúng ta sẽ dùng cái kích thước đó là normal. Nhấp vào đây. Các bạn chọn vào đây xuất hiện cái dấu xanh xanh ha, endpoint. Chọn điểm dưới đây nữa xuất hiện màu xanh nữa này, các bạn nhấp chuột trái cái nữa. Rồi thì các bạn ra đây nhấp chuột giữa một cái. Đấy, cứ muốn kết thúc là chúng ta nhấp chuột giữa hoặc nhấn enter. Rồi tiếp theo khoảng cách từ đó xuống là bao nhiêu? 13. Từ mặt trên xuống cách sàn là 13. Tiếp theo chúng ta đưa chuột để nguyên luôn ha. Chúng ta chọn vào đây. Rồi chọn lại vào cái đường nét pin này. Rồi nhấp chuột giữa một cái. Đó, nhập cái thước vào đây, khoảng cách 9 chẳng hạn. Rồi tiếp theo double click vào đây, chiều cao này bao nhiêu đó thì tùy các bạn. Đây, từ từ tôi đang đo cái thước rồi đo tiếp khoảng cách từ đây lên đây bao nhiêu. Đấy, đưa lên đây ha, nhấp chuột giữa cái. Đây là ta hiện hỏa là 100 1038 chẳng hạn, bỏ enter. Rồi tiếp theo các bạn đã có hình này, bây giờ các bạn sẽ thay kích thước ở đây. Giờ trục cung của chúng ta thì cho bao nhiêu, 400 chẳng hạn, enter. Các bạn thấy nó sẽ cắt tạo một cái đường tròn ha, 400. Các bạn thấy chúng nó sẽ cắt cái đường trên này, nó bỏ vùng trên này đi ha, nó sẽ tạo một đường vòm.
Rồi sau chúng ta chọn OK. Kế tiếp, các bạn thấy mặc định nó đã cắt thì chưa? Chưa đúng không? Chúng ta sẽ chọn mục này để cho nó cắt này. Đó, remove ha, master, mastery. Các bạn thấy nó đang nằm ở mục dưới, nó cắt mục dưới không phải. Chúng ta muốn đảo lại, chúng ta đây có dấu này, bấm đây là nó đảo lên để xong về đây, cũng không có được ha. Như vậy đảo qua đảo lại nó cứ cắt được giống theo ý muốn. Chúng ta đảo tiếp cái này nữa. Các bạn thấy nó lúc này nó sẽ cắt lên trên. Được chưa? Khi nó cắt lên trên các bạn thấy mặc định nó cắt có một bên à. Chúng ta đảo lại vậy ha. Đấy nó cắt, nếu mà chúng ta đảo cái này thì nó chỉ cắt bên này hoặc cắt bên kia thôi. Bây giờ chúng ta muốn cắt thẳng sang luôn, cắt mất luôn cái vùng này đi ha. Cắt mất cái vùng màu đen đen này đi. Thì chúng ta chọn đây là cắt thấu luôn vào bên kia. Đấy, cho kích thước tăng lên 50 chẳng hạn ha. Rồi enter. Các bạn thấy nó sẽ cắt đều ra hai bên. Hai bên ha. Cắt đều ra hai bên này. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta chọn OK. Như vậy chúng ta đã có một cái hình tương đối ha. Tiếp theo cắt gọt tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một phẳng mặt thẳng plane để tạo một mặt bằng. Tại chúng ta cắt rồi thì nó là hình hình vòm rồi, nó không có bằng nữa. Chúng ta tạo dùng cái mặt thẳng len để vẽ cái lỗ bắt vít ha. Bấm vào đây. Chọn mặt thẳng len. Nhập mặt của chúng ta, chúng ta đang cần tạo mặt thẳng cách với mặt top là bao nhiêu? 18. Rồi, chọn OK. Các bạn sẽ có một mặt phẳng ble, mặt phẳng DTM. Rồi tiếp theo chúng ta chọn mặt phẳng này, chúng ta sẽ vẽ cái hình tròn để đục lỗ bắt vít. Chọn mặt phẳng này ha. Rồi chúng ta chọn ít chút. Chọn mặt phẳng vuông góc. Kế tiếp, chọn lệnh circle. Chọn nhấp chuột giữa. Xong rồi nhấp chuột trái ha. Rồi tương tự, chọn cái nhấp chuột trái cái. Các bạn thấy có kích thước này, nhấp chuột giữa một cái để điền kích thước. Double click mặc định nó đang là 19 ha. À, 9, chúng ta double click vào đây. Chúng ta cho cái này là 7 chẳng hạn. Rồi, các bạn đã có được cái hình này. Rồi tương tự bên đây chúng ta cũng cho luôn 7 luôn. Chọn nó, nhập double click, nhập kích thước rồi gõ enter. Các bạn đã có được hai hình. Bây giờ các bạn muốn lấy kích thước, các bạn thấy này. Các bạn thấy có kích thước này. Kích thước này nữa. Bây giờ tôi sẽ thay đổi kích thước bằng cách tôi khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu ha. Tôi sẽ cho vào ví dụ là 31 chẳng hạn. Enter, các bạn thấy nó đẩy vào đây. Như vậy tôi muốn đo kích thước từ đây đến đây so với cái này thì tôi sẽ dùng cái này là normal. Double nhấp chuột vào đây. Nhấp chuột trái cái điền vào 31 chẳng hạn. Các bạn thấy nơi này. Hoặc các bạn sẽ đổi lại là 28 chẳng hạn. Rồi các bạn thấy có kích thước ha. Đó, các bạn sẽ kéo này cho bằng. Tự động sẽ hủy cái đường kích thước cũ kia đi ha. Nó đưa cái chân mới này vào. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ thấy nó như thế này, nó chưa có hình cắt gì hết. Chúng ta sẽ chọn OK để tạo bề dày. Mặc định bề dày nó rất cao đây. Chúng ta sẽ cho nó là còn bao nhiêu đây. Đấy. Ở đây ví dụ như tôi muốn cắt đất lỗ nó là 7 chẳng hạn. Rồi tôi chọn 7, tôi gọi enter. Các bạn thấy nó đẩy như thế này. Nó chưa đục lũng đúng không? Muốn đục lũng chúng ta phải nhấp vào một cắt này này. Nó mới cắt các bạn ha. Remove này. Các bạn thấy nó sẽ remove. Nhưng mà không thấy hiệu ứng gì cả xảy ra. Thì chúng ta chọn muốn đục lũng luôn, các bạn chọn một đây. Nó sẽ đục ha. Các kiểu đục lũng này. Các bạn thấy đây, sẽ đục lũng đúng không? Rồi, tương tự như vậy, chúng ta chọn OK. Rồi, tiếp theo chúng ta muốn vẽ một cái hình nữa ra bao nhiêu đấy, hoặc là như thế nào đấy. Các bạn nên nhớ này, nếu trường hợp này mình đục lũng như thế này trước cũng được. Hoặc chúng ta đây là vẽ lỗ nhỏ, muốn vẽ lỗ to thì các bạn muốn chỉnh sửa bạn. Đây, nhấp chuột phải vào đây chọn một là Edit để chỉnh sửa cái hình này. Đây. Các bạn không thấy nó, các bạn thấy nó như thế này thì nó hơi sâu, đục lũng luôn. Chúng ta muốn sửa chọn một Button, chọn một Edit. Các bạn thấy có kích thước đây ha, các bạn chọn OK thì cũng được, đó là muốn chỉnh sửa. Bây giờ tôi muốn sửa cái này thành kích thước khác chẳng hạn, thì tôi nhấp vào đây, tôi chọn cái kiểu này, tôi nhập vào đây là khoảng cách là 7 thôi, enter. Thì bạn thấy nó chỉ xuống một khoảng cách là 7 ha, nó không cắt lũng nhưng mà nó chỉ đào một khoảng cách như thế này. Tiếp theo tôi chọn OK. Rồi các bạn đã có một hình như thế này. Tiếp theo nữa các bạn chọn mặt phẳng len lại ha. Mặt phẳng này là chọn một ít chút. Sau đó các bạn chọn mặt phẳng vuông góc. Rồi các bạn muốn vẽ một đường đồng tâm đục lũng xuống để bắt vít thì bạn chọn đây, chọn circle, chọn một là chọn mục này ha. Các bạn chọn vẽ đường hình đồng tâm.
các bạn đưa chuột tới số điện màu xanh, nhấp chuột trái, xong nhấp chuột vào đây, các bạn thấy nó sẽ có một kích thước ở đây. Tương tự như vậy, các bạn nhấp chuột giữa để kết thúc lệnh vẽ vô đây. Rồi, tương tự chúng ta sẽ vẽ luôn, nhấp chuột giữa. Rồi, thì các bạn có kích thước đây, double click đây, chúng ta nhập kích thước ha. Ví dụ là kích thước là 4 chẳng hạn. Rồi, ok, hai đường này kích thước là 4. Rồi, các bạn chưa thấy bề dày của nó, chúng ta muốn tạo bề dày thì chọn ok trước ở đây này. Tiếp theo chúng ta chọn ở đây, cắt. Nó chưa có xảy ra, ta chọn một cách lũng luôn. Chọn một. Đây, các bạn chọn là cái kiểu ha, chọn kiểu hiển thị hướng mũi tên này. Đó, các bạn thấy đây, hướng mũi tên nó sẽ cắt lên cắt xuống này ha. Đó. Rồi, sau đó chúng ta chọn ok. Rồi, kế tiếp như vậy chúng ta đã có một cái lỗ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp một cách nữa, đó chúng ta sẽ tạo cái đường bo 4 xung quanh này. Thì chúng ta sẽ dùng tiếp lệnh round để tạo đường bo. Rồi chúng ta sẽ bo được một góc là 3. Enter, gọi nhập 3, gọi enter xong chọn các cái góc này. Xuất hiện màu xanh nhấp chuột một cái. Xuất hiện màu xanh nhấp chuột một cái. Đưa chuột tới, xuất hiện màu xanh nhấp chuột một cái. Đưa chuột tới, xuất hiện màu xanh nhấp chuột một cái. Như vậy mình đã bo được 4 góc. Rồi ok. Như vậy chúng ta muốn bo luôn cái góc 4 xung quanh này, chúng ta chọn lại một lần nữa ha. Round, nhập kích thước, bây giờ lúc nãy 3, giờ chọn 2 thôi, gọi enter. Tiếp theo chúng ta chọn được, các bạn thấy nó sẽ bo ha. Rồi, chọn ok. Rồi, sau khi xong rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp một đường nữa. Chúng ta vẽ một cái đường lỗ này để lỗ cắm điện xuống ha. Hoặc là chúng ta đục lỗ luôn các bạn, chúng ta đục lỗ cái này đi. Chúng ta dùng tiếp một lệnh là lệnh set. Chúng ta chọn mặt phẳng đáy này. Rồi, các bạn thấy mặc định nó là 1.3, chúng ta chọn là 2. Gọi enter. Lệnh set có chức năng là đục lỗ này các bạn thấy này. Và đồng thời nó trừ khoảng một bề dày của những cái đối tượng còn lại là 2. Ha, 2 mm. Đấy, bề dày 2 mm, nó đục lỗ. Đấy. Đó là chức năng lệnh set. Rồi, chọn ok. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ mặt phẳng. Thì bạn chọn lại mặt phẳng len này. Bắt đầu chúng ta chọn ít chút. Chọn mặt phẳng vuông góc. Rồi các bạn sẽ vẽ mặt phẳng. Dùng lệnh rectangle. Nhấp chuột chọn rectangle. Nhấp chuột trái. Kéo. Thả nhấp chuột trái. Kết thúc lệnh. Nhấp chuột giữa. Nhập khoảng cách 10 chẳng hạn. Nhập khoảng cách ở giữa 16. Nhập khoảng cách này là bao nhiêu đây? Ví dụ như các bạn cho mặt phẳng giữa này là này mặc định là 17, các bạn double click vào đây. Cho nó lên là 19 chẳng hạn. Enter. Thì nó sẽ căn từ giữa đến giữa 19. Như vậy nếu mà hai bên đều căn 19 thì nó phải là 38 đúng không? Enter. Rồi chúng ta đã có một hình này. Rồi chúng ta muốn tạo bề dày thì phải bấm ok. Sau đó nhấp vào đây. Tạo bề dày cho nó 10 chẳng hạn. Enter. Rồi. Các bạn có bề dày. Nếu mà nó chưa ăn xuống chúng ta nhấp vào đây này. Chọn một kiểu là chúng ta chọn up to net đi ha, cho nó không có đục lũng như đây, chứ nếu không ta chọn kiểu khác này nó lại cắm lũng xuống đây mắt, cắm lũng cái mặt hồ này mắt ha. Rồi sau đó chúng ta chọn ok, nhớ nha, chọn kiểu này bấm ok. Rồi tiếp theo chúng ta chọn mặt phẳng blend lại tiếp, chọn ít chút, các bạn chọn mặt phẳng vuông góc, chúng ta sẽ vẽ cái lỗ cắm điện. Tiếp theo chúng ta chọn cái kiểu hiển thị này đi. Wireframe mình dễ làm kìa. Rồi tiếp theo các bạn chọn là rectangle. Vẽ ra, vẽ hình vuông trước đi. Rồi. Các bạn sẽ có khoảng cách từ đây lên đây bao nhiêu đó, ví dụ như là 13 chẳng hạn. Enter. Rồi khoảng cách này chúng ta cho đây là 8 chẳng hạn. Rồi, khoảng này bao nhiêu? Cho là 5-10 đây ha, bản kính là 10. Các bạn sẽ có một cái hình như thế này. Bây giờ các bạn muốn khoảng cách từ đây lên đây bao nhiêu đây? Các bạn cho là 4 chẳng hạn ha.
Ok. Rồi sau các bạn cho khoảng cách là 4 ở đây ha, cho này vào đây cho là 4 chẳng hạn. Chọn Enter. Các bạn đã có một cái hình nó căn giữa đều giữa hai bên này. Bây giờ chúng ta vẽ một hình tròn ra. Tròn chỗ này ra để chúng ta vẽ cái lỗ cắm điện. Chọn lệnh vào đây, chọn là Center and Point. Các bạn chọn vào điểm giữa. Nhấp chuột kéo ra đây, các bạn sẽ có một cái đường này. Tiếp theo, nhấp chuột trái kết thúc. Rồi các bạn sẽ cắt ra này bằng cách dùng lệnh chim. Các bạn dùng lệnh chim đây. Các bạn sẽ cắt đi, delete đi ha, delete cái line đi. Nhấp chuột kéo với thứ nhất, kéo với thứ hai, chúng ta đã xóa được xong. Rồi, sau đó bấm OK. Các bạn muốn đục lủng lỗ xuống ha, đục lủng tiếp, các bạn chọn lại cái kiểu hiển thị đi ha. Các bạn muốn đục lủng xuống thì chúng ta chọn vào đây. À, ví dụ như tôi muốn đục lủng xuống bằng 2 mm thôi, chọn nó cắt. Các bạn thấy nó sẽ cắt xuống 2 mm. Nhưng mà do cái chỗ này là chúng ta phải chọn lại kiểu hiển thị của nó nữa ha. Đó, chúng ta chọn kiểu hiển thị này. Rồi chúng ta chọn OK thì các bạn thấy nó sẽ cắt xuống ha. Tương tự chúng ta sẽ vẽ một cái lỗ nhỏ nhỏ để cắn nữa. Rồi chúng ta sẽ dùng lệnh chọn mặt thẳng này. Chúng ta lồng ít chút lại lần nữa. Nó vuông góc. Chúng ta chọn kiểu wireframe này. Tiếp theo chúng ta vẽ tiếp một cái hình nhỏ nữa ha. Chúng ta vẽ hình tròn ở trước các bạn nha. Nó chuột trái. Rồi kết thúc. Chuột giữa. Các bạn thấy kích thước đây. Nhập kích thước vào đây là bao nhiêu? 7 chẳng hạn. Rồi đường kính 7. À, từ đây xuống đây các bạn cho là 11 chẳng hạn. Rồi từ đây lên thì chúng ta cho là 18 chẳng hạn. Rồi chúng ta đã có cái hình này. Bây giờ chúng ta muốn vẽ một cái lỗ để cắm cái ổ cắm vào dạng trình chân hình chữ nhật để cắt ngang. Còn nếu hình tròn nó sẽ cắm ở chỗ này, chân hình chữ nhật cắm ở đây. Chúng ta dùng lệnh rất tăng kéo. Rồi thả nhấp chuột giữa. À, kích thước này chúng ta cho là 2.5 thôi chẳng hạn. Rồi cái khoảng này chúng ta cho là 6 rồi chẳng hạn. Rồi nãy là 18 thì đây là cho còn 14. Rồi ok 14 đấy ha. Double click 14 enter. Rồi các bạn đã có cái hình như thế này. Rồi kích thước lần hoàng quá, xóa bớt bỏ cái vùng này đi ha. Chúng ta dùng lệnh chim, lệnh delete ở đây, cắt lại đi. Đấy các bạn thấy nó sẽ ra hình này. Rồi nhấp được giữa cả. Cái này là cái gì? À, khoảng cách này các bạn hãy cho bằng 8 thôi chẳng hạn. Đấy, cho nó đều. Rồi, các bạn đã có cái kích thước của cái hình như thế này. Rồi, bấm OK. À, các bạn chọn lại cái không gì này đi. Mặc định nó cũng chưa cắt nữa ha. Nếu là muốn cắt xuống các bạn nhìn này, tôi sẽ xoay xoay bạn thấy này ha. Này, các bạn thấy nó chưa cắt xuống đúng không? À, tôi nên lỡ nhấp nó... nhấp chuột phải mất rồi nên nó bị kết thúc lại. Bây giờ chúng ta muốn sửa lại thì nhấp chuột phải vào đây lại, chọn một edit. Rồi chúng ta vào đây đảo lại ha, ta cho xuống, chúng ta muốn cắt nó bao nhiêu đây các bạn, cắt xuống 0.5 chẳng hạn, 0.6 đi ha. Rồi, enter. Các bạn thấy nó sẽ có một lỗ đi xuống là 0.6 như thế này. Rồi nhưng mà chúng ta muốn cắt lủng luôn thì chúng ta chọn đây này. Các cái kiểu hiển thị ha, các bạn phải chọn kiểu nào mình thấy ok thì mình làm. À, chọn cắt lủng luôn. Các bạn cứ chọn qua khi nào hiển thị cái chỗ cắt. Ở đây thì tôi chọn là cái kiểu cắt này đi. Tôi cắt đi ha. Chọn kiểu này đi các bạn, tôi cắt thôi cho nó dễ. Rồi xong nó được lủng các bạn thấy này. Ok đi ha, các bạn sẽ có được cái hình này. Đó, chứ là trong quá trình làm các bạn sẽ là vừa biết cách chỉnh sửa luôn nữa. Đấy các bạn thấy này. Bây giờ thay vì chúng ta phải vẽ một đường nữa thì chúng ta sẽ dùng lệnh tiếp, đó là lệnh mirror, lấy đối xứng vào đây. Chúng ta dùng lệnh mirror đây ha. Chúng ta sẽ có hai cái, một cái hình ngoài, hình này là cái của cái lớn này,
và cái số 7 này này là của cái nhỏ bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ rub hai cái này lại, chúng ta micro luôn một thể bằng cách chúng ta chọn lệnh này, nhấn shift nhấp cái số 7, chúng ta có cần rub luôn, nhấp micro luôn, các bạn sẽ micro qua cái mặt phẳng này, này mặt phẳng right này, rồi xong đó chọn ok. Các bạn thấy nó sẽ có một cái micro sang bên này trang, đỡ mất công các bạn vẽ. Tiếp theo, sau khi micro xong, các bạn sẽ có tiếp, các bạn sẽ copy cái này ra thành 3 ổ cắm chẳng hạn, hay mấy ổ cắm tùy các bạn. Đây tôi muốn copy thành 3 cái. Các bạn thấy này, tôi có cái hình này, thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ micro nguyên cái khúc chỗ này ra, tức là từ cái số 5 tới cái micro luôn. Tôi sẽ copy, tôi sẽ rub lại một nhóm để tôi dùng cái lệnh button, chứ nếu không các bạn không dùng button được ha. Đấy các bạn thấy này, các bạn chọn, nếu mà chọn như này mình chọn button được, nó sáng được thì các bạn cứ dùng, thì các bạn làm luôn. Và nếu trường hợp không sáng được thì chúng ta phải nhóm thành một cái để cho button đi được ha. Rồi sau khi chúng ta nhóm thành một group, tức là nhóm nguyên cái cụm này lại thành một. Tiếp theo các bạn button bằng cách chọn button, xong rồi chọn button xong các bạn chọn đây này là một là direction. Đó, rồi các bạn chọn đường nét, các bạn đưa chuột tới có cái đường xanh xanh, các bạn thấy nó sáng lên, chọn vào đây thì mặc định nó chỉ là copy có hai cái ha. Các bạn copy thành 3 cái đi. Rồi, 3 cái nhưng mà nó khoảng cách này nó rất gần. Tăng khoảng cách lên 27. Rồi, xong bấm ok. Các bạn thấy nó sẽ copy thành 3 cái đấy ha. Thấy chưa? Các bạn thấy nó copy ha. Rồi, xong đó các bạn đã có một cái hình tương đối ha về ổ cắm. Các bạn muốn tạo luôn cái đường mà cái hộp để bắt luôn đây nữa thì làm sao? Các bạn sẽ tạo như thế này này. Các bạn chọn cái mặt phẳng đáy này, chọn một ít chút, xong đó các bạn chọn cái mặt phẳng đáy này ít chút đúng không, xong các bạn chọn offset cho tôi, offset xong các bạn chọn một lớp, xong các bạn chọn lớp xong này này, thì các bạn cắt đi một cái khoảng từ đây đến đây để mình bắt cái tạo ha, để mình tạo cái khe để chúng ta bắt, chọn vào đây. Rồi thì ra đây các bạn chọn nét, mặc định các bạn thấy này, các bạn chọn nét, các bạn thấy nó đang chọn lên màu đỏ đấy chưa, chọn nét cái nữa này nó bay ra ngoài được, thấy chưa? Rồi mình thấy được rồi, ấm accept là đồng ý đó, accept đồng ý. Rồi mình sẽ trừ đi một khoảng cách là -1 chẳng hạn, mình sẽ đi vào -1 ha, từ ngoài pin đi vào -1, bấm ok. Mình sẽ trừ một khối từ ngoài này đẩy vào trong này là 1. Đây lúc nãy mặc định đang chọn bên ngoài mà, thay vì chúng ta bị vẽ thì nó lâu, chúng ta chọn lên -1, xong đó chúng ta nhập -1 xong chúng ta bấm ok ở đây. Ok này. Rồi tiếp theo các bạn thấy nó ra một cái khối to đùng. Lúc này chúng ta nhập một cái bề dày là 2 chẳng hạn. Đấy các bạn thấy nó cao lên chỉ có 2 thôi ha. Rồi, sau đó chúng ta chọn kiểu cắt. Đó, cắt lũng luôn. Chọn vào đây. Cắt. Đấy các bạn thấy nó sẽ cắt. Chọn này trước chọn cắt sau ha. Đấy các bạn thấy nó sẽ cắt vào bên trong. Thấy chưa? Các bạn đảo chiều nó sẽ cắt khác, nó cắt bên ngoài thấy chưa? Mình đảo chiều bên trong này. Thế nó sẽ cắt bên trong. Đó. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ có cái khe để bắt ha. Đó, khe để bắt hộp rồi. Rồi, đó. Rồi chúng ta chọn ok, kết thúc. Rồi, như vậy thì đây là bài hướng dẫn về cách bài 1 ha, bài 1. Bài này hướng dẫn về cách tạo một cái ổ vít cắm điện ha. Đấy, các bạn thiết kế bằng phần mềm Rail 2.0. Hiện tại tới thời điểm bây giờ thì phiên bản mới nhất thì mới là Rail 3.10 thôi ha, mới vừa ra. Đó là phần bản mới nhất thôi, còn máy của tôi thì nó hơi chậm nên là tôi chỉ dùng phiên bản này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có gì các bạn cứ vào trong cái file này, các bạn vào cái YouTube này, các bạn xem. Nó sẽ còn nhiều video khác ở trên YouTube này nữa. Ví dụ các bạn bỏ cái chữ là Trần Trọng IT chẳng hạn, gọi Enter. Các bạn sẽ thấy nó sọt ra cái của tôi đây, rất nhiều trong đấy ha, các video của tôi đây. Các bạn nhấp vào chữ toán này để xem. Đấy, đây là một số cái video các bạn nhấp vào chữ video, thì trong đó có rất nhiều video ha, các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trong các video sau. Hoặc là Facebook của tôi đó là rồi, đây là địa chỉ Facebook của tôi. Cảm ơn các bạn. Rồi, kết thúc.